ocean. Far beyond there's a distant realm. There's some mountain who is father of the Indo-Chinese people, and his name it is Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh. Chào quý khán giả, tối nay thứ ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021, chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang trên kênh KC1 sẽ có những nội dung đáng chú ý tiếp theo như sau. Vào lúc 19 giờ là tiếp chuyển chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam với những thông tin trong nước và trên thế giới được cập nhật trong ngày. Trong khung giờ, phim truyện Việt Nam sẽ là tập tiếp theo của bộ phim Pha Lê Không Dễ Dở. Tình hiền lành, dịu dàng của Nhã Khanh nhanh chóng chiếm được cảm tình của các thành viên trong gia đình ông Đức Khả. Có được công việc mới với mức lương được bà Đức Khả trả rất cao, Nhã Khanh đem chuyện vui này thông báo cho ba mẹ biết. Nhưng liệu ông bà Đàm Khanh có để con gái đi làm người giúp việc? Về phần của Bích Khuê, cô không tin được chuyện có một người giúp việc đã thuyết phục được Đức Trọng. Nếu anh chịu ăn uống, tập luyện đều đặn và chấp nhận sự hỗ trợ về chuyên môn, thì bệnh tình của Đức Trọng có nhiều hy vọng được cải thiện. Và Bích Khuê rất muốn biết người giúp việc đó là ai. Lúc này trong tay ông Đức Khả đã có bằng chứng về việc Mỹ phản bội ông, cô ta đang cặp bồ với Dĩnh. Liệu ông ta sẽ xử lý Mỹ ra sao? Tập 25 của bộ phim sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút tối nay. Mời quý khán giả đón xem. Còn khốn, nó dám lừa mình. Nó còn lừa mình những gì nữa đây? Không, không thể nào để cho nó qua mặt mình dễ dàng như vậy được. Rồi mày sẽ biết tay tao. Đến 20 giờ 30 phút là dự báo thời tiết trên đất liền và vùng biển Kiên Giang đêm nay và ngày mai. 21 giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự Kiên Giang với những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tỉnh. Trong khung giờ phim truyện nước ngoài, mời quý khán giả nhớ đón xem tập cuối của bộ phim Hàn Quốc Trung Quốc Tình Yêu Xuyên Thời Gian, quay trở lại đúng với cuộc sống của mỗi người. Thế nhưng trong lòng của Kỳ Long và Chí Cương luôn dằn vặt nỗi thương nhớ đối với cô gái mà mình yêu. Có lẽ Dương Lâm và Chí Cương may mắn hơn một chút bởi họ vẫn còn phương tiện liên lạc là cuốn sách cổ. Thế nhưng để giải thoát cho Dương Lâm, để cô không còn dưng dấn quá khứ và có thể tìm được hạnh phúc mới, Chí Cương quyết định đốt cuốn sách, mối liên hệ cuối cùng giữa hai người. Nhưng điều không ai ngờ tới là chính là Dương Lâm đã tìm ra được bí mật quán đội với ánh trăng. Với ba mảnh ngọc dở trong tay, cô quyết định bỏ lại tất cả để nghe theo tiếng gọi của con tim. Không biết cô sẽ làm cách nào để đến được với Trương Chí Cương, hoặc nếu có thể trở về năm 1936 giữa thời thế loạn lạc, làm thế nào cô có thể tìm được anh? Ba mảnh dở liệu có mang lại hạnh phúc cho Dương Lâm? Về phần Kỳ Long, số phận đã mang tới cho anh món quà từ thời quá khứ. Cũng như Dương Lâm, tự anh sẽ phải đi tìm lời giải cho bài toán hạnh phúc của mình. Mời quý khán giả đón xem tập cuối của bộ phim Tình Yêu Xuyên Thời Gian vào lúc 21 giờ 30 phút tối nay. Những gì bà nói đúng là không sai. Mắt cô bị cái gì vậy hả? Cho dù nhìn tôi như thế nào cũng không thể giống như lúc ông nội của cô được, cô có biết không? Người này là ông nội tôi. Vào lúc 22 giờ 30 phút là thời gian dành cho chương trình được nhiều người yêu thích, chương trình Biệt Đội Xã Stress. Quý khán giả nhớ đừng bỏ lỡ nhé. Vào lúc 23 giờ, mời quý khán giả theo dõi chương trình Siêu Thị Cười, Lối Thoát. Vào lúc 23 giờ 30 phút, những thông tin thời sự sẽ được tiếp tục cập nhật trong bản tin cuối ngày và Thế Giới 24 giờ. Bây giờ mời quý khán giả đón theo dõi chương trình trên kênh KC1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 30 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thủ đô Moscow bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga. Phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, cách làm phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam, nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng chủ trì buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về kết quả lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
mưa lũ gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại miền Trung và Tây Nguyên.